Rồi nhỏ nhà bây giờ mình cho nháo nó phi nha. Giờ mình chưa đi mua cúc được, giờ mình mua mình chỉ lấy mồi cho ăn thôi. Mình ngày xưa nó đã săn rồi đó, nhưng mà mình bán cho người ta sao để chơi nó hư kia, bây giờ mình về phải tập lại nè, quá thấy không, mình về mới đem giờ tối thôi mà giờ nó phi là phi đó, phi đây đó, đó là mười mấy mét rồi, thấy chưa. Bây giờ mình tại vì chưa có mua chim, chim được là mình cho nó phi. Rồi xin chào cả nhà nha. Nếu có bác nào có đam mê ngáo nhà mình thì alo cho mình nha. Qua số điện thoại 0916773574 hoặc 0918773574 gặp bé trai nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác các con.